trân trọng đến quý lãnh đạo và tất cả quý vị đại biểu ạ. Của khối cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có xin ý kiến của Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố vì đặc điểm, điều kiện hoạt động của đơn vị cũng như là tình hình hoạt động đã sát với cái tình hình hoạt động của đơn vị như được nhiều địa phương cụ thể. Chúng ta không có dài dòng và lan man và cũng đánh giá được cái điểm nổi bật, những cái hoạt động mà chúng ta đã tập trung làm được trong cái giai đoạn vừa qua với những cái thành tích của đơn vị công đoàn khối cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đạt được trong cái thời gian vừa qua, và đặc biệt là ngày hôm nay kết hợp các cái nội dung chúng ta sẽ tuyên dương địa phương và chính tập thể và 66 cá nhân được tuyên dương là hội nghị ngày hôm nay xin được biểu dương và chúc mừng những thành tích mà chúng ta đã đạt được về phong trào và các cái hoạt động đã có nêu và triển khai trong sắp tới. Thì tôi cũng đánh giá rằng cái việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cái cuộc vận động lớn và có ý nghĩa rất là đặc biệt đối với cán bộ của chúng ta và sự gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chính trị của đơn vị mình. Và tôi rất mong rằng thông qua cái việc học tập của bác thì trong báo cáo cũng đã nêu rõ được những cái bước chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ công chức chúng ta, và mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục phát huy và làm tốt hơn. Và những cái tấm gương cá nhân và tập thể tiêu biểu được tuyên dương tại hội nghị ngày hôm nay là những cái bông hoa đẹp đại diện cho công nhân viên chức lao động thành phố. Rất mong rằng chúng ta sẽ là những người tiếp tục có những cái ước mơ cao đẹp, là những cái hạt nhân nòng cốt để được tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong cái cuộc vận động học tập đến với lại tất cả mọi người. Và nhân hội nghị ngày hôm nay cũng một lần nữa thay mặt cho ban thường vụ liên đoàn lao động thành phố rất mong đảng ủy sẽ tiếp tục quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho đoàn viên công đoàn và công nhân viên chức của chúng ta sẽ có cơ hội được tiếp tục phấn đấu cống hiến trưởng thành và khẳng định cái vị trí của mình, vai trò của mình trong cái việc là đóng góp xây dựng đơn vị cơ quan của mình ngày càng phát triển được trưởng thành. Và nhân hội nghị ngày hôm nay, các cá nhân và những tập thể đã được tuyên dương, tôi mong rằng chúng ta không nên thỏa mãn với những gì mà chúng ta đã làm được, với những cái thành tích mà mình đã đạt được, và cũng mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu và cống hiến nhiều hơn nữa để đạt những thành tích cao hơn và là những cái tấm gương sáng để cho các đoàn viên, những công nhân viên chức khác cùng noi theo và cùng nhận thức rằng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của bác là việc làm thường xuyên và suốt đời, và không ngừng để trao dồi rèn luyện những cái kỹ năng tác phong công việc và những cái việc làm, và chúng ta sẽ luôn một điều nữa chúng tôi cũng mong muốn là chúng ta phải sống vì cộng đồng, vì xã hội, đó sẽ là những cái phẩm chất và những tác phong của các công nhân trong thời đại mới và tiếp tục những nhân rộng tiếp trong thời gian tới tại đơn vị của mình. Và đối với công đoàn cơ sở khối Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, thì trên cơ sở tổng kết các cái phong trào thi đua ngày hôm nay cần tiếp tục có những cái giải pháp cụ thể và triển khai sâu rộng đến công đoàn cơ sở để thực hiện tốt hơn nữa, và thông qua các cái cuộc vận động sẽ xây dựng các cái công đoàn ngày càng vững mạnh, kịp thời phát hiện biểu dương khen thưởng những cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc và phát hiện những đoàn viên công đoàn ưu tú để làm tiếng mừng xem xét và giới thiệu cho cấp ủy để được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Và một lần nữa xin thay mặt cho ban thường vụ liên đoàn lao động thành phố xin được gửi lời cảm ơn đến đảng ủy ở trong suốt thời gian vừa qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn hoạt động, và xin chúc các cái điểm mừng các cá nhân được tuyên dương ngày hôm nay và quý vị đại biểu mà chúng ta được mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong công việc, và phong trào của công đoàn năm nay sẽ là đơn vị vững mạnh xuất sắc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí phó ủy viên đảng, đồng chí Nguyễn Trần Hùng Trân.